Hello, chào các bạn. Chúc các bạn tối 28 Tết vui vẻ. Vâng, đây là con Flycam Mini của hãng Husqvarna. Tên của nó là Zino Mini 249g. Và đặc biệt là được trang bị một cái cảm biến C1 1 inch bạn ơi. Và khẩu độ 1.9, quay đêm là cực đỉnh luôn. Vâng. Tuy nhiên với trọng lượng 249g và bay đêm ngoài sông, ngoài gió như thế này, thì nếu như gió mạnh thì các bạn sẽ nghe hiện sẽ thấy những hiện thông báo, những cái cảnh báo gió mạnh liên tục như thế này nha. Đó, tôi đang bay ngoài sông các bạn, ban đêm nữa. Ok, cất cánh nào. Vâng, con này mini, dòng mini nhưng mà có trang bị đèn LED hỗ trợ cất cánh và hạ cánh. Quá là ngầu các bạn ha. Đây, trời sắp tối rồi, tôi sẽ test quay đêm cho các bạn xem. Đó, con này không có đèn đóm gì ở càng các bạn ha. Ok, cất cánh lên nào. Vâng, hình ảnh các bạn đang xem là tôi đang quay 4K 30 frame giây các bạn. Đó, và quay trong một buổi tối ở một khu dân cư tôi đang sống. Mình test một cái video thực tế luôn, đời thường. Đó, đời thường các bạn ha. Mình quay ở một cái khu dân cư không có gì là sáng sủa lắm. Đó, chỉ có đèn đường đó, và trường học, rồi một cái chung cư 12 tầng thôi. Vâng, tôi khá ấn tượng với cái cảm biến 1 inch này và cái khẩu độ 1.9. Khá bất ngờ các bạn. Vâng, quang cảnh bằng mắt thường thì tôi nhận thấy rằng là khá là tối. Mắt thường mình không nhìn được như thế này. Tôi đang đứng trên sân thượng mà. Đó, nhưng mà video, hình ảnh truyền về và kết quả của nó trên thẻ nhớ, trên bộ nhớ trong của con này, một cái video quá đẹp, rất là sáng, rất là đẹp. Vâng, con mini này có chức năng quay đêm, quay nơi sáng thiếu. Đó, các bạn nhớ bật chức năng này lên nha. Nó bao gồm 2-3 nấc, tôi bật cái mức tối đa lên và nó sáng được như thế này các bạn. Đó, thì về nguyên tắc để mà sáng được thì nó phải tăng ISO lên. Con này ISO khủng khiếp luôn. Bình thường là 6400 mà mình kích nó lên là nó lên gấp đôi. Đó, 12800 rồi 250.000 rồi 500.000 và thậm chí là 100.000 ISO các bạn. Quá khủng các bạn ha. Đẹp chưa? Các bạn thấy quang cảnh ở đây thì xung quanh là đầm lầy và ruộng các bạn. Không có nhà cửa, chỉ có cái đại lộ Nguyễn Văn Linh này là đèn sáng thôi. Và nó cũng chỉ là đèn đường thôi. Nhưng video quay rất đẹp. Ở những vùng tối vẫn còn đôi chút chi tiết. Và vùng sáng thì không có bị cháy. Đó, chỉ có những cái đèn xe thì mới cháy thôi các bạn. Cái điều đó là hiển nhiên các bạn ha. Vâng, con này thì tầm giá của nó khoảng 10 triệu đồng. Đó, thì nó vẫn rẻ hơn con Mini 3 của DJI, nhưng nó vượt trội hơn. Tôi cảm thấy nó video ban ngày quay rất đẹp các bạn. Các bạn có thể xem cái video tôi quay ban ngày, rất sắc nét. Và đây là cảnh ban đêm. Theo đánh giá của tôi thì nó thậm chí là nó nét hơn và sáng đẹp hơn là cả Mini 3 luôn á. Mini 3 của DJI ấy. Ba thường các bạn, chứ không phải ba rò ha. Đó, và cùng với một cái phân khúc, cùng một cái tầm giá. Đó, nhưng mà con này nó rẻ hơn mà nó lại được cảm biến C1 1 inch và đặc biệt là nó có cảm biến chống va chạm các bạn. Đó, cảm biến chống va chạm trước sau nha, mà Mini 3 thì không có. Đó, và khả năng bay cao 800m, nói chung nó có nhiều điểm mạnh. Đó, mà DJI những dòng mini không có. Đó, tuy nhiên nó cũng thua nhiều cái các bạn. Đó, nhưng mà mình chỉ nói những điểm mạnh các bạn ha. Được cái này thì mất cái kia mà. Đẹp quá các bạn ơi. Video này là video gốc. Tôi không chỉnh sửa một cái gì các bạn nha. Không chỉnh sáng tối, không cân bằng trắng, không chỉnh màu đồ lên. Đó, có sao mình để vậy luôn. Đó, ngay cả những cái vùng shadow, vùng tối á, tôi cũng không chỉnh lên luôn. Mặc dù mình có thể chỉnh được, nhưng mình không chỉnh gì cả, để nguyên các bạn. Và gió như đầu video tôi đã cắt một đoạn các bạn xem. Bay ngoài sông gần Duộc này và gió rất là mạnh vào buổi tối.
bây giờ đang là Tết mà, gió xuân nó mạnh lắm. Nhưng gimbal hoạt động rất là hiệu quả. Đó, video này tôi quay hơi dài, hơi lòng thòng lê thê, nhưng mục đích để các bạn thấy được rằng là lúc mà mình bay, mình quay như thế nào thì kết quả là như vậy. Đó, tức là mình có những đoạn bẻ cam lên xuống, rồi quay đầu, rồi dừng, rồi bay. Đó, để mình thấy một cái cảnh nó tự nhiên các bạn ha. Đó, những vùng này rất là tối này, nhưng ISO nó đội lên rất là cao, nhưng mà mình thấy nó không bị nhiễu lắm, không bị vỡ hạt nhiều lắm. Đó, ánh đèn thì nó hơi rung rung. Chắc là có thể tôi chưa set, tôi đang để chế độ tự động. Mình có thể set 50Hz hoặc 60Hz thì nó sẽ hết các bạn ha. Đó, nhưng mà lúc này mình xem trên điện thoại thì thấy nó không có rung nhiều. Đó, đây một cái quang cảnh từ xa một khu dân cư, chỉ có một cái chung cư lớn là có đèn cửa sổ thôi, còn xung quanh là toàn là những cái nhà thấp thấp thôi. Đó, cực kỳ đẹp, cực kỳ mịn màng luôn. Đó, những cái dòng của Mini 1 SE, Mini 1, Mini SE, Mini 2, Mini 2 SE, và thậm chí cả Mini 3 quay đêm cũng chưa chắc là đẹp được như thế này đâu. Chưa chắc mịn và sáng như thế này nha. Đó, các bạn để ý cái chung cư. Chung cư thì 10 cái cửa sổ thì họ về quê họ nghỉ Tết hết rồi. Chỉ có một cửa sổ sáng thôi. Còn 10 cửa sổ là 9 cửa sổ còn lại là tắt rồi. Nhưng đó, vẫn sáng, vẫn đẹp. Đó, và bay liên tục quá, mượt mà, không có bị rung lắc bởi gimbal và gió các bạn ạ. Đó, tôi quay review thực tế, khác với lại một số những clip khác ở trên mạng là họ chỉ quay một đoạn vài ba chục giây. Đó, họ quay ba cục pin mà họ về họ lấy được chừng vài phút, họ cắt những đoạn đẹp thôi. Đó, khoe trình, khoe cảnh, đó, cắt những đoạn đẹp thôi. Còn những đoạn xấu hoặc những đoạn mà xoay sở, bẻ lên bẻ xuống rồi này nọ thì họ bỏ đi. Còn đây là mình review liên tục để các bạn thấy cái kết quả thu nhặt được của con này là liên tục, không có bị lỗi, không có bị hư về cảm biến này, về gimbal này, rồi lên xuống nó không có giật trồi ha. Vâng, tôi hạ thấp xuống cho bạn xem này. Ở trong này, mình tạm gọi trong này là nơi sáng nhất đi. Các bạn lưu ý ở những chung cư, đặc biệt là có những cái hành lang và những cái sảnh như thế này này, là gió nó lùa mạnh lắm nha. Đó, đừng có bay sát tường. Đó, gió nó lùa hoặc thậm chí xuống sâu quá nó mất GPS đấy, là nó sẽ nguy hiểm quá, kể cả DJI nha. Đó, đừng có chơi mà chui vô giữa những cái chung cư như thế này, nguy hiểm lắm. Đó, đây là tôi mạo hiểm một chút để quay một cái cảnh sáng đẹp nhất ở cái khu này. Đẹp các bạn ha. Quay liên tục. Đó, ở trên sân thượng thì đương nhiên nó tối thui rồi, tại vì trên nó không có đèn, không có một cái gì cả. Đó, quay đêm tức là mình quay khi không có mặt trời, không có ánh sáng ban ngày, nhưng mà phải có đèn các bạn. Chứ còn không có đèn thì hiển nhiên là nó không phải có, không thể quay được rồi các bạn. Đây không phải là camera hồng ngoại các bạn ha. Đó, đẹp đâu ra đó. Ok các bạn, nãy giờ là đang quay đêm Super Night ở cái chế độ là 2 đó. Còn nếu các bạn để standard thì nó sẽ tối như thế này này. Rồi đây là low, middle là trung bình, 2. Đó, mình để sáng nhất có thể ha. Đương nhiên mình chấp nhận là nó hơi noi, hơi nhiễu một chút vì nó tăng ISO lên cao á. Đó, nhưng mà mình cần sáng ưu tiên trước đã. Ok, bây giờ tôi sẽ quay một đoạn lốc. Đó, hack lốc. Đang quay hack lốc các bạn ơi. Cái màu nó xám xám xịt xịt ha, xám xám xịt xịt. Về nhà mình lút lên thử. Vâng, đây là một đoạn tôi quay cái S-Lock các bạn. Tức là chế độ màu D-Lock Plus đồ này kia. Đó, chế độ màu bạc bạc này. Đó, các bạn nhìn vui không? Nó gần như là nó trắng đen ha. Màu đồ nó rất là ít luôn.
Nhưng mà nếu như các bạn load tải cái file lút màu của chính hãng Husqvarna về, các bạn add nó vào Premiere hoặc là trên điện thoại đó, thì mình lút màu lên là nó sẽ đẹp và nó chi tiết hơn là mình quay chế độ màu ăn sẵn mà. Đó. Vâng, đây một đoạn tôi lút thử đây các bạn đó, tôi chưa có tìm được cái lút của Husqvarna cho nên mình dùng một cái lút khác, mình lút nhẹ lên đó thì nó lên màu. Ở cái chế độ quay bạc bạc này á, nó chi tiết của nó rất là đẹp, nó thể hiện nhiều ở chi tiết ở vùng tối và vùng sáng hơn. Vâng, còn bay bình thường đây, thông thường thì những người mới chơi hoặc là quay du lịch bình thường thì mình cứ quay cái mốt màu ô tô, những cái dòng Husqvarna hoặc là những cái dòng Leica bình thường á, tầm trung thì màu mè họ chỉnh sẵn cho mình rồi, mình cứ quay là ăn ngay. Vâng, đây là đại lộ Nguyễn Văn Linh. Vâng, đoạn này tôi có tua nhanh lên một chút. Ok. Đó. Đương nhiên là ở những nơi mà nó quá sáng á, thì nó phải cháy rồi các bạn. Đó. Kể cả những con Leica cao cấp hoặc là điện thoại cao cấp nó cũng vậy thôi. Nó vẫn phải cháy ở những cái nơi mà có ánh đèn các bạn ha. Trừ khi mà các bạn mua những cái camera chuyên nghiệp thì mình không biết. Chứ còn Leica mà ở cái tầm giá 10 triệu đồng như thế này thì tôi nghĩ rằng là quá đỉnh nữa bạn. Tôi chơi nhiều con Leica lắm rồi, nhưng mà đây có lẽ là con Leica đầu tiên mà cái cảm biến hãng quảng cáo là tới 1 inch CMOS cảm biến hình ảnh và khẩu độ 1.9, rất lợi thế, chưa kể những chế độ quay đêm. Đó, quay đêm. Và thật sự là rất ấn tượng. Rất ấn tượng các bạn. Hình ảnh thật sự là nói là không vỡ thì cũng không đúng, nhưng mà ở phân khúc này như vậy là tốt rồi. Mini 3 cũng thật sự là khó mà ăn được, khó mà chi tiết, khó mà nét và được sáng sủa như thế này các bạn. Các bạn có thể xem lại những video tôi bay những dòng Mini 1, 2, 3 đó, và cũng quay ở khung cảnh này, tại vì đây là chỗ gần nhà đó, mình test trong một cái khung cảnh thường xuyên lặp đi lặp lại để mình mới cảm nhận được sự khác biệt. Còn mình đi nhiều nơi khác nhau thì môi trường ánh sáng khác nhau đó. Còn đây cái cầu gần chuột này, hầu như flycam nào quay đêm tôi cũng test ít nhất một đoạn ngoài này để các bạn thấy, rất ổn các bạn ha, màu sắc tươi vẫn lên khối đàng hoàng luôn đó. Chỉ tiếc là con này không quay được 60 frame đó các bạn. Tuy nhiên là các bạn mà quay 60 thì nó lại còn bị tối hơn nữa. Đó, quay 30 là một lợi thế các bạn ha. Đó, khu dân cư này. Tôi đứng trên sân thượng nhìn xuống, thật sự là nó không được đẹp như thế này đâu. Nó tối hơn rất là nhiều. Chắc các bạn cũng biết rồi. Đó, nó tối hơn rất là nhiều. Nhưng mà khi mình quay phim thì nó đẹp hơn. Nó đẹp hơn mắt thường của mình nhìn thấy. Vâng, quá là ảo diệu các bạn. Đó, cái chung cư này. Ở đây có tổng cộng tới 5 cái chung cư. Cho nên là mỗi cái khác nhau các bạn ha. Đó, tôi quay mỗi nơi một chút cho bạn xem. Đó, đương nhiên những cái nóc nhà nó tối thui thì không thể nào nó có chi tiết rồi. Đó, cho nên là những người mà quay chuyên nghiệp á, họ sẽ né. Đó, họ đừng để những cái mảng đen nó chiếm quá lớn cái khung hình, nó làm cho người ta khó chịu và người ta để ý tới nó, họ sẽ rốt hình ảnh lại và quay cận lại, quay gần lại. Đó, ưu tiên những vùng sáng nhiều hơn. Đó, ví dụ như thế này. Đó, quay phim hay chụp ảnh đều phải như vậy các bạn ha. Đó, phải tận dụng đó, những cái nguồn sáng có sẵn ở bên dưới để mình quay. Vâng, cái ánh đèn nó hơi chớp thì cái đó là chuyện bình thường thôi ạ. Mình có thể chỉnh 50 hẹt là nó hết các bạn ha. Trên điện thoại nó bé quá tôi không nhìn thấy rõ. Đó, còn bây giờ mình coi trên clip 4K mình mới thấy. Đó, chủ yếu là mình test độ sắc nét ban đêm này. Rồi màu sắc này. Và đặc biệt đây toàn là file gốc không. Không chỉnh sửa cái gì. Thật sự tôi cũng không biết chỉnh cái gì luôn các bạn.
ở những vùng tối thì nó tối thui rồi. Nóc nhà mà chỉ có những sân thượng nào mà có đèn cửa sổ hắt ra đó, thì nó mới còn sáng sáng thôi. Đó, tôi đứng ở cái chung cư này đây, tối thui các bạn ha. Vâng, tóm tắt lại là một con Leica mà quay đêm đẹp như thế này, sáng sủa đẹp như thế này, sắc nét như thế này, tôi nghĩ rằng là thật sự là không có nhiều đâu, không có nhiều đâu, rất hiếm hoi các bạn ơi, rất ít con có thể đáp ứng được điều này. Con này có lẽ là cái cảm biến xịn sò nhất của Hubsan mà họ đã lắp vào cái con mini 2014 này rồi. Chỉ là ánh sáng thường của cửa sổ hắt ra bạn ạ. Đây là cái chung cư nhỏ nhưng mà rất là ổn luôn. Điện thoại tôi đứng ở đây tôi chìa tay ra tôi quay còn nó còn chưa rõ và đẹp bằng sáng như cái này. Vâng, sau cái clip mà tôi đăng quay ban ngày nhiều bạn khen đẹp và hỏi ban đêm đó, thì đây chính là câu trả lời. Đó, quay ban đêm đấy các bạn. Con này mà các bạn xách ra quận 2, xách ra Sala thì thôi khỏi chê luôn. Đó, chỗ này là không có gì luôn này. Đó, ISO lúc này nó lên tới 100.000 các bạn. Đó, và hạ thấp xuống 5m thì đèn LED hạ cánh bật lên. Đó, đèn LED bật lên để hỗ trợ hạ cánh. Đó, đây là tôi nâng đèn LED cao lên một chút này. Ha, các bạn mà camping cắm trại gì đó, chụp hình gì đó mà bật lên như thế này là thôi tha hồ mà quay luôn nha. Vâng, đây là cái màn hình thông số kỹ thuật khi bay này. Các bạn nhìn được góc phải bên trên, ISO là 12.800. Đó, và khi mình xuống thấp ấy, thì nó lên 512 rồi lên tới 100.000. Và khi đèn sáng lên đó, thì nó thụt trở về 64. Con này nó đã là màu đen rồi mà nó lại còn không có đèn. Đó, bốn cái càng của nó không có đèn đấy các bạn. Đó, và chỉ có một cái đèn pin đằng sau thôi. Cho nên buổi tối á là các bạn rất khó nhìn thấy nó nha. Đó, cho nên các bạn bay cẩn thận. Rất khó nhìn thấy nó trong bóng đêm. Vâng, cái này là tôi đang quay bằng điện thoại cho nên nó có vẻ nó sáng cái bầu trời hơn đấy. Chứ thực ra là bằng mắt thường là không nhìn thấy đâu. Không nhìn thấy đâu các bạn. Đó, mắt thường là nó tối như thế này nè. Đó, mắt thường là nó tối như thế này nè các bạn. Cái đèn màu xanh là cái đèn pin đấy, đèn báo pin đấy. Còn nếu mà quay cái mặt lại là tối thui luôn nè, không nhìn thấy nó luôn. Cho nên các bạn cẩn thận nha. Ok, mình hạ cánh xuống. Khi mà nó xuống còn khoảng độ 5m thì nó sẽ tự động bật đèn lên. Đó, nó bật đèn lên, đèn bụng lên nha. Đó, nó quét nguyên một vòng tròn sáng này. Đó, đèn bụng rất lợi hại. Đèn này mình có thể tắt mở được hoặc là để ô tô. Nếu như các bạn không tìm thấy nó đâu thì có thể bật đèn này lên khi mà gần về tới nhà để mình dễ tìm kiếm nó hơn. Khi ở trên bầu trời đen kịt rồi hạ cánh. Ok, các bạn thấy nó tối thui không? À, tay cầm này. Vâng, những hình ảnh này là tôi đang record quay phim lại cái màn hình của cái điện thoại Samsung khi mà đang bay. Đó, cái giao diện của con Mini 1. Con Mini cảm biến 1 inch nó như thế này đây. Nó bay bằng cái app Hubsan 3 đó. Đó, và hình ảnh truyền về nó như thế này. Đó, để các bạn thấy rằng là thực sự là nó sáng, nó đẹp. Đó, nó sáng thật chứ không phải rằng là mình chỉnh lên nha. Đó, tuy nhiên là cái hình ảnh 4K trên bộ nhớ, trên thẻ nhớ thì đương nhiên nó phải xịn sò hơn rồi. Còn đây là cái hình nó live view, nó truyền về cho mình xem thôi. Đó, thì các bạn nào chơi Leica nhiều thì sẽ biết. Đó, còn nhiều bạn mới thì thắc mắc sao nó hơi mờ mờ. Đó, thì hình ảnh nó truyền về là chủ yếu để mình thấy đường, mình bay, mình canh khung hình bố cục thôi. Đó, chứ còn chất lượng là mình phải lấy cái file ở trong thẻ nhớ, trong bộ nhớ của máy của Leica ra. Đó, các bạn nhớ nhìn góc phải bên trên nha, có chữ ISO đó,
nó hiện cho mình biết rằng là ISO hiện tại là bao nhiêu. Đó, 3200, chỗ này đèn hơi sáng này, nó lên 3200, còn chỗ tối thì nó nhảy 6400 rồi 12800 vân vân. Đó, nhờ có cái thông số đó mình mới biết được là ISO hiện tại là bao nhiêu. Còn những cái máy khác thì nó không có thể hiện được điều đó. Đó, nó có 4 mức này các bạn. Đó, chế độ quay phim này. Đó, chụp hình. Đó, mình hoàn toàn có thể chỉnh chế độ M ha, để điều chỉnh được cái shutter và cái ISO và cái quay ba lăng theo ý muốn của mình. Đối với các bạn mà quay chuyên nghiệp á, đó mình chỉnh shutter rồi ISO cho nó phù hợp với mình ở chế độ Pro. Còn nếu như các bạn chưa biết những chế độ chuyên nghiệp, chế độ M chỉnh tay thì cứ để ô tô là đẹp sẵn rồi. Vâng, toàn bộ video này tôi đoạt là quay chế độ M, chế độ tự động hết các bạn. Đó, tự động hết để nó tự cân bằng ánh sáng theo mọi môi trường. Đó, ISO này lên được tới 100.000, các bạn thấy khủng khiếp không? Không tin được luôn là ISO có thể tăng như vậy mà hình ảnh thì không vỡ nhiều. Vâng, pin thì bay trung bình được khoảng độ 18 tới 20 phút các bạn. Ok. Nếu các bạn thích thú với con mini cảm biến 1 inch của hãng Husqvarna này thì hãy bấm vào phần mô tả của video hoặc ở bình luận số 1 sẽ có một cái link dẫn tới shop Dokimi. Đó, các bạn bấm vào để xem Tết này shop có khuyến mãi những cái gì và giảm giá ra sao và xem cấu hình chi tiết của nó. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn Tết này có một con Leica để mình cùng đi chơi, quay những thước phim cho bạn bè và gia đình.